Hello các bạn, hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn món chả cá Thăng Long theo kiểu gia đình nhà mình làm nha các bạn nha. Thì đây là những nguyên liệu của mình sẽ làm ra cái món cá này đó các bạn. Trước tiên là mình cần phải có 4 phao cá ha các bạn ha. Thì cá này mình mua cá tươi cho nên làm nó rất là ngon. Rồi mình cần phải có riềng nè các bạn. Rồi cái này là mắm tôm thì mình thích cái hiệu này ly cung kia á các bạn, nó rất là ngon và nên mình xài loại mắm tôm này. Và mình sẽ xài tí xíu bột nghệ và tí xíu dầu để lát nữa mình ướp. Thì đây là những nguyên liệu của mình sẽ làm ra món cá này. Thì bây giờ mình có đầy đủ các nguyên liệu rồi thì mình bắt tay vào mình làm nha các bạn nha. Các bạn ơi, đây là cái củ riềng của mình nè. Thì mình mua thì là hơn nửa phao đó các bạn. Thì bây giờ bắt đầu mình chẻ nó ra nhỏ nhỏ rồi mình đem vô máy mình xay nha các bạn nha. Các bạn ơi, bây giờ mình xay nha, mình cho một tí xíu vô trong đây, tí rồi các bạn. Mình cho một tí thôi rồi bắt đầu mình cho xay. Rồi khi mà mình xay thì mình cứ thả từ từ vô cho nó xay tiếp tục nha các bạn nha. Các bạn, mình xay xong rồi nè. Đó, các bạn chiếu lại gần cho các bạn xem nha. Đó, nó mịn ghê ha. Các bạn, bây giờ bắt đầu mình đi cắt cá nha. Mình sẽ để cá vô trong cái thau này. Con cá này mình cứ đi ra chợ, nếu ra chợ mà Việt Nam đó các bạn, mình nói mình muốn một con cá medium á là nó làm cho mình con này nè các bạn. Đó, nó file sẵn hết rồi. Thì bây giờ mình cứ việc mình cắt thôi. Mình cắt theo kiểu mà nứt vịt đó các bạn. Mà phục phục á. Ăn vậy thì nướng lên nó mới ngon á các bạn. Cục cục vậy đó mà. Mít cục bự hay cục nhỏ tùy mình thôi. Mình ướp mà cái cá đó mình cắt đó, nó vừa vừa các bạn, thì khi nướng lên đó thì ăn nó không có bị teo nhiều mà ăn nó cũng đã rất là. Cái cút này thì họ làm là có cái còn dính xương nè. Thì để mình cứ tiếp tục mình đi ra mình làm cái này ha các bạn ha. Mình lọc cái xương này ra. Cái mình mua cá tươi á thì cái đầu cá đó các bạn, với lại cái xương cá, với lại những cái khúc này nó còn xương nè. Mình lấy ra mình nấu canh chứ đừng có bỏ phí lắm các bạn. Nó dính xương rồi mình cắt không có được đâu. Cho nên giờ là xong rồi đó, cái này là để lát mình nấu canh. Rồi nếu mà các bạn mà đi chợ HGB á nha, đi chợ HGB mà không có cá tươi thì đi chợ HGB mua cũng ngon lắm á các bạn. Nó phi lê sẵn cho mình hết luôn. Nên cũng ngon lắm. Các bạn ơi, mình đã rắc muối tiêu đường, cái chén hồi nãy của mình đã rắc vô đó rồi ha các bạn ha. Thì bây giờ mình cho cái bột nghệ nha các bạn. Mình cho một muỗng bột nghệ luôn á, một muỗng canh bột nghệ. Các bạn mà không thích mùi bột nghệ nhiều thì các bạn cho ít cũng được. Thì cái màu nó ra thì nó sẽ lợt hơn một tí xíu. Nhưng mà mình thì mình thích bột nghệ nên mình cho nguyên một muỗng canh bột nghệ luôn. Rồi bắt đầu mình cho cái riềng xay của mình cho vào nha các bạn. Bây giờ mình đổ cái riềng xay của mình đó, các bạn thấy xay á, kiểu khó xay á, cho nó nhuyễn nhuyễn vậy á, thì mình ăn vô á, nó mới rất là ngon, nó dính vô trong cá luôn đó các bạn. Rồi bây giờ mình cứ trộn trước vô đây trước nè.
bắt đầu mình cho dầu ăn vào. Mình cho dầu ăn vào nha các bạn. Đáng lẽ ra cái món này nếu mà đúng đó các bạn là mình phải cho luôn cả mẻ đó các bạn, nhưng mà tại bên đây mình không có mẻ cho nên mình làm như vậy là ăn cũng là ngon lắm rồi đó. Xong rồi bây giờ mình trộn nó lên. Mình cũng đã trộn đều nãy giờ rồi đó. Bây giờ nó đã ngấm, các bạn thấy nè. Rồi các riền này nọ nó đã dính vô trong bao quanh cái miếng cá rồi. Thì bây giờ mình để nó vậy rồi mình ướp nó ha các bạn ha. Thì mình ướp nó đó. Thì bây giờ mình ướp là một là mình có thể mình ướp này xong thì cỡ một tiếng sau mình bắt đầu mình đem đi nướng cũng ngon. Còn nếu như mà không thì mình có thể ướp qua đêm, mình cất tủ lạnh. Rồi hôm sau mình lấy ra đó mình nướng cũng được ha các bạn ha. Đậy nó lại. Các bạn ơi, cái này cá là mình ướp từ tối hôm qua đó các bạn. Thì bây giờ là nó được ngấm ngon lắm rồi nè. Thì bây giờ bắt đầu mình ra mình làm nha các bạn nha. Thì trước tiên đó là mình sẽ cho tí xíu dầu lên trên đây đó các bạn. Rồi mình quét nó một tí nha. Rồi các bạn, giờ mình cũng đã quét xong hết rồi nè. Thì bây giờ bắt đầu mình lấy cá đó, cái rồi mình xếp nha các bạn nha. Mình cứ xếp nó cục cục như vậy nè. Nó từng cái như vậy mình để nó lên trên đây. Bây giờ để mình cứ tiếp tục mình xếp cho đến hết luôn nha các bạn. Các bạn ơi, mình cũng đã xếp xong hết rồi nè. Thì bây giờ mình còn những cái riền của mình đó các bạn. Các bạn đừng có bỏ nha. Các bạn để lên trên đây á, nướng lên ăn cũng ngon lắm. Như ông xã mình cũng thích lắm, với lại mình nướng vậy thì nó lên nó bốc cái mùi lên thơm đó các bạn. Cho nên nó các bạn đừng bỏ. Đây, các bạn, bây giờ mình lại cho vô lò mình nướng nè. Rồi bây giờ là các bạn là mình nướng với cái lửa broil nha. Và mình nướng là 20 phút đó các bạn. Ly kim chi nè, cái loại này là ngon nhất luôn á, mình ăn mình thấy nó ngon lắm đó các bạn. Thì bây giờ mình cho là 2 muỗng nha các bạn ha, 2 muỗng canh mắm tôm á. Rồi bây giờ được 2 muỗng canh thì mình phải cho đến 3 muỗng canh đường lận á các bạn. Bây giờ mình cắt chanh nha các bạn nha. Thường mình làm là mình nhắm mình cứ cắt rồi mình vắt vô thôi, nhưng mà cái này nhân tiện vậy thì mình đong đường lường luôn cho các bạn có khái niệm là cỡ bao nhiêu chanh ha. Thì mặn ngọt hay chua là tùy mỗi gia đình nữa, thì mình cứ làm nó như vậy. Thì các bạn có thích cái vị này thì các bạn làm thêm, còn làm vậy, còn nếu mà thích mà ngọt thêm thì cho đường, hoặc là cần chua thì cho chanh nha các bạn nha. Cho nên để mình vắt hết chanh này luôn các bạn. Bây giờ để mình đong coi được bao nhiêu muỗng nha. 1 2 3 4 nè. Để mình quậy lên coi nó được chưa.
các bạn ơi, mình làm vậy nãy giờ mình quậy á thì mình thấy nó vừa rồi đó các bạn. Giờ còn có một tí xíu nước chanh thì mình cho nó vào luôn nha các bạn nha. Cho nó chua thêm tí xíu nữa cũng được. Rồi thành ra là 5 muỗng ha các bạn. Cắt ớt á mình cho vào đây. Thì ớt cay nhiều hay ít là tùy vào các bạn nha. Mỗi gia đình ăn cay nhiều hay ít á thì giờ mình cứ cho trước như đây đi, mình ăn cay cũng không được giỏi á. Cho nên nó mình là cho trước như đây trước đi. Rồi các bạn, vậy là cái mắm tôm của mình đã hoàn thành luôn rồi các bạn ha. Thì các bạn có nghe cái bếp bên kia bắt đầu nó kêu á thì bây giờ mình qua bên kia mình nướng tiếp nha các bạn. Rồi, các bạn vậy nào, rồi bắt đầu mình dở mặt. Các bạn bây giờ bắt đầu là mình nướng cái mặt bên kia, lấy này nó cháy rồi đó, thì bây giờ mình dở mặt ha. Mình nướng cho nó hai mặt đều phải giòn hết á, thì để mình cứ tiếp tục mình dở cái mặt của nó cho nó hết luôn. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình đã dở mặt xong hết rồi nè, thì bắt đầu bây giờ mình cho vào bếp mình nướng lo tiếp nữa nha các bạn. Rồi bây giờ là xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình bật bếp mình nướng tiếp. Bây giờ mình nướng đợt thứ hai nha các bạn nha. Mình chỉ nướng 10 phút thôi. Nè các bạn, cũng đã xong luôn rồi nè. Đợt thứ hai cũng xong luôn rồi nè các bạn. Thấy ngon lắm không? Các bạn, đây là cái bếp đợt 2 của mình cũng đã xong ha. Rồi bây giờ mình lấy cá ra. Các bạn, giờ cá nó cũng đang rất là nóng ngon lắm á, thì bây giờ mình xếp nó lên liền ha các bạn ha, để cho nó cái độ nóng của nó sẽ chín cái rau luôn á. Bây giờ bắt đầu mình lấy tí xíu dầu nha các bạn nha, mình để đổ vô đây. Các bạn thấy dầu bắt đầu nó cũng đã nóng rồi, thì bắt đầu mình tắt bếp, mình đem mình rưới vào bên kia. Các bạn thấy mình làm cũng vui ha các bạn ha. Nếu các bạn có thích thì các bạn làm thử món này ăn nha các bạn. Món này ăn rất là ngon luôn á, mà món này thì mình ăn chung với rau sống, mắm tôm, bún, đậu phộng và bánh tráng đa nha các bạn. Mình mời các bạn dùng món bún này với vợ chồng mình trưa nay. Mình mời các bạn.